Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé Facebook thì bây giờ không còn xa lạ gì đối với chúng ta nữa Tất cả các dòng máy smartphone hầu như đã cài cái ứng dụng này Thế nhiều bạn thì sử dụng Facebook thì sử dụng trên rất nhiều thiết bị Như cùng một tài khoản Ví dụ như là sử dụng trên điện thoại này Trên máy tính bảng này hay là trên máy vi tính này Thì nhiều lúc chắc là các bạn cũng không ít người sẽ mắc phải cái trường hợp thắc mắc là tại sao khi không online nhưng cái messenger nó vẫn sáng và báo cho chúng ta là đang trực tuyến thì vì vậy cái video này chúng mình cùng tìm hiểu và xem cách khắc phục nhé thì cái nguyên nhân để xảy ra cái tình trạng là không online mà đèn messenger vẫn sáng thì chỉ có nguyên nhân đầu tiên là do các bạn đăng nhập trên nhiều thiết bị ví dụ bạn đăng nhập trên 3 thiết bị nhưng mà bạn chưa đăng xuất tài khoản ra khỏi các thiết bị đó và các thiết bị đó vẫn cứ đang còn kết nối mạng internet và cách khắc phục cho cái tình trạng này thì các bạn là cần đăng xuất hoặc là tắt kết nối mạng internet trên các thiết bị khi không cần dùng đến nữa mà có thể đăng xuất tài khoản của bạn ra khỏi các thiết bị đó hay là các bạn cũng có thể là vào messenger này sau đó vào biểu tượng ảnh đại diện này sau đó kích vào cái trạng thái hoạt động này và tắt cái công tắc này đi và tắt đi Đấy, như vậy là đèn sẽ không bao giờ sáng nữa cái trường hợp thứ hai nó xảy đến với các bạn đó là cái tài khoản của bạn đang bị uh, truy cập trái phép ở cái trường hợp này thì uh, bạn không online nhưng rất có thể là cái tài khoản của bạn đang được đăng nhập ở một cái nơi khác bằng cách đăng nhập trái phép nào đó thì để kiểm tra cái điều này thì các bạn vào Facebook này sau đó các bạn vào menu cài đặt này sau đó các bạn vào cài đặt quyền riêng tư này Tiếp theo các bạn chọn cái mục cài đặt này. Trong mục cài đặt này, kích vào cái phần mật khẩu và bảo mật này. Và chúng ta bấm vào chữ xem tất cả này. Và đây là các thiết bị mà tài khoản của chúng ta đang đăng nhập. Và các bạn chỉ cần kích vào cái dấu ba chấm này thôi. Và chọn đăng xuất để tự đăng xuất khỏi các thiết bị đăng nhập trái phép. Sau đó các bạn nhớ đổi cái mật khẩu đi và các bạn làm các biện pháp nâng cao bảo mật cho facebook của mình. Thì trên đây là mình đã giải thích là vì sao mà không online nhưng để messenger vẫn sáng. Cái video của mình nhìn đến đây là cũng kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video hữu ích thì hãy chia sẻ cho mọi người để biết và áp dụng. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh bởi vì là nó hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo lần sau của mình.